đó là một ngày mua tàu xuống nít như thế này. Ok, let's go. Bước đâu? Đẹp này gì đây ta? Tranh cúp cách leo lần 1 22 tháng 4 2019. Này là cờ của một người học. Đây là cờ của Nguyễn Vinh. Đấy, chủ cờ gửi cờ treo ở tiệm. Chứ cái này là mình không có liên quan gì trong cái này hết. Mình chưa có có này, cờ này là mình được treo. Đó. Đẹp quá, quá đẹp. Rồi, tiến hành coi xe nè. Nhức đầu nữa rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cùm Domino cho Sonic. Thì nó giống như chiếc xe chia ha. Anh em nào chạy xe chia FE thì gắng tranh thủ mà xem clip này nha. Đó, thì giờ thì vậy. Mình ráp xong thì mình sẽ chỉ anh em như thế nào. Tại vì mấy cái clip trước là chỉ nhiều rồi. Giờ mình sẽ cho anh em coi khúc này với khúc hoàn thiện rồi mình chỉ anh em làm thôi. Còn như thế nào thì nhớ xem cái clip mình đã hướng dẫn nghe. Mình dầu hả? Mình dầu bột đó. Cắt ra cái cọng dây với cái bột à. Không có là gì đó. Kịp tới không sàng. Mót thôi à. Mót thôi. Mót thôi. Bánh căm sơ. Ồ lọc bánh căm winner. Đồng phai. Không. Liga CB. Trong rồi CB. À này quên này Sonet. Thì Sonet thì cái dĩa trước nó sẽ bự hơn dĩa của Winner ha. Đó, vỏ này vỏ Michelin City Pro. Size 60 90 17, bánh sau 70 90 17. Rồi. Tiến hành mình lắp xe nào. Hello các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho anh em xem về đầm của Winner. Ồ này có Sonet ra. Nè đầm Sonet. Đó, phải. À, màu đen bằng đèn can. Đèn RCB, trăm RCB ha. À, dễ duyên à, ốc titanium R5. Hiện xe này vừa mới tiến hành lắp cùm Honeywell à, rồi cùm Domino à, 2 dây titan. Đây chủ xe đẹp trai. Em đến từ đâu nè? Em đến từ Kiên Giang. Em đến từ Kiên Giang. Và những khách đến từ Kiên Giang nha. Đấy. 6821 38977 đó. Anh em nào ấy xe này ở Kiên Giang là biết đã lên đây rồi ha. Đó. Bây giờ mình tiến hành đầu tiên mình mở chìa khóa đây nè. Ô xem cái gì tên ta. Bấm cái nút này xuống. Đó. Rồi, bấm đề nè. Đó, nè thấy không? Cùm tăng nha. Đấy. Rồi muốn tắt máy như thế nào? Em bút lên. Đó là tắt máy thôi. Rồi anh em có anh em sẽ thấy là thêm một chức năng nữa đó, chính là đề đúng không? Kèn nè. Chưa nhanh. Đấy, kèn. Trên trái đúng không? Trên phải nè. Anh em muốn bật hai dao ưu tiên đúng không? Bật cái nút này xuống. Đó, hai dao ưu tiên. Rồi anh em muốn bật pha đúng không? Đây bật pha anh em thấy không? Còn muốn bắt xin đúng không? Bấm nút này. Đó là có bắt xin. Đó anh em có thể thấy cái đèn bắt xin ở đây. Đó mình không phải quay cái đèn pha. Đó. Rất là tiện lợi cho anh em ha. Đó. Đó. Rồi anh em muốn tắt máy chỉ cần rút lên thôi. Đó anh em đậu xe ở nơi nào đó anh em chỉ cần rút tắt chìa khóa. Rồi anh em rút cái này lên. Anh em phải khóa em cái này nữa. Thì khi nó mở thời gian nó mở được cái này của anh em ra. Nó mở được chìa khóa nó bật lên. Thì nó lại suy nghĩ thêm một cái chuyện là bây giờ cái nút mở ngưỡng đâu. À nó đã ở đây. Anh em phải bấm xuống. Rồi bấm xuống rồi cái nút đề bên đây nó mất tiêu rồi. À nó nằm ở đây. Bấm đề ở đây. Rất là xịn sò này phải không? Đó, bắt xin nè. Đó. Thì ban ngày thì mình không thể nào mà quay cho anh em xem được bắt xin nó thấy như thế nào. Nhưng mà mình bấm ở đây. Đó. Anh em thấy cái đèn pha nó báo hiệu không? Đó, chỗ này này. Đó, là nhìn như vậy là biết rồi ha. Đấy, tổng thể này. Dây này là số lượng có hạn nha.
Vậy nè, số lượng có hạn nè, còn có 1-2 cộng thôi. Đó, sắp hết rồi nha. Các bạn kia bên kia làm gì đó? Bạn kia bên kia đang ngồi ăn mít đi. Đây. Anh em nhớ nhìn kỹ một lần nữa nha. Đây là bánh sao. Cắn như diêm nha. Đó. Bánh cao, bánh sao của Sonic. Kiểm tra cầm lại. Viên của Sonic thôi, tháo khó tháo xíu thôi. Đó, không chim bất cứ gì. Đó, anh em thấy không? Đầm phai. Bật hai ra coi. Đó. Bây giờ. Đồng bắn bắt xin nè. Đó. Full chức năng. Rồi. Đây chủ xe. Nếu anh em thấy hay, nhớ bấm cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh. Đó, vậy thôi, đơn giản thôi. Lần thứ 101. Cầu xin mọi người, hãy nhớ like và chia sẻ kênh của mình nha. Bây giờ từ đây về tới dưới là bao xa? 3 tiếng mấy đồng hồ. Cảm ơn vị khách quá xa, lặn lội. Làm từ sáng cho mọi người, không đùa đâu. Coi chơi chơi chứ từ sáng tới giờ đó. Rồi, đi về rồi, không ai chơi mình nữa hết. Hả? Cái mâm đá sơn bạc. Ok, bye bye.